Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tôi cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong báo cáo bổ sung tình hình phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Tôi xin phát biểu và đề xuất một số ý kiến cụ thể như sau. Thứ nhất, đề nghị Chính phủ phân tích làm rõ thêm về nhận định đánh giá tình hình tác động đến phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023, nhất là những yếu tố khó khăn. Vừa qua khi đánh giá quý 1, có nhiều tỉnh, thành phố là những trung tâm công nghiệp lớn nhưng có mức tăng trưởng âm hoặc tăng trưởng rất thấp. Bên cạnh đó, rất nhiều địa phương được dự báo là khó có khả năng thực hiện được dự toán thu ngân sách. Đồng thời, trong 6 tháng cuối năm 2023, có bổ sung thêm chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng, cùng với những khó khăn của thị trường bất động sản, thị trường tín dụng, nhiều địa phương dự báo không đạt chỉ tiêu thu ngân sách từ nguồn thu sử dụng đất, tác động lớn đến nguồn thu, đến nguồn vốn cho các dự án đầu tư công. Tôi kiến nghị Chính phủ tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho các địa phương và doanh nghiệp liên quan đến các ngành, lĩnh vực, nhất là các thị trường xuất khẩu hàng hóa, nông lâm sản, các mặt hàng chủ lực của Việt Nam đang chiếm tỷ trọng rất lớn giá trị xuất khẩu, để tránh tình trạng dẫn đến mất cân đối cung cầu và gây khó khăn cho việc tiêu thụ các sản phẩm trong nước. Thứ hai, tôi kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc bất cập trong thực hiện cơ chế chính sách pháp luật, nhất là pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, đất đai, lâm nghiệp, pháp luật liên quan đến thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp ủy quyền cho các địa phương trong việc giải quyết một số thủ tục hành chính như quyết định chủ trương đầu tư các khu công nghiệp hay chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng. Tôi đánh giá cao vừa qua Chính phủ ban hành nghị quyết 73 quy định về ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể khi thực hiện bồi thường, giao đất tái định cư hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Tôi kiến nghị Chính phủ tiếp tục mở rộng hơn nữa việc phân cấp ủy quyền, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương theo hướng phân cấp ủy quyền việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, mục đích sử dụng đất rừng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh khi thực hiện các dự án đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia. Thứ ba, về triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, theo báo cáo, giải ngân là khá cao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn vướng mắc trong triển khai chương trình. Việc Chính phủ đánh giá mức độ hoàn thành 100% mục tiêu vào cuối năm 2025 theo nghị quyết của Quốc hội như trong báo cáo, nhưng chưa làm rõ cơ sở cho các dự báo. Trong khi nhiều nội dung quan trọng, số vốn chưa giải ngân lớn và đang có những vướng mắc về chế độ thực hiện như hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất. Do vậy, đề nghị Chính phủ bổ sung thêm các phân tích đánh giá cụ thể về những khó khăn vướng mắc, mâu thuẫn chồng chéo trong quy trình xây dựng chính sách, trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách, đồng thời cần đánh giá dự báo khả năng hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nghị quyết của Quốc hội phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện các chương trình như hiện nay. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng và cảm ơn Quốc hội.